nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 3 km theo hướng đi công viên Sezin. Ga Đà Lạt được biện danh là nhà ga cổ nhất Việt Nam, có kiến trúc đặc biệt và đường xe lửa răng cưa hiếm có trên thế giới. Hàng năm, nơi này thu hút hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và check-in. Vậy, dưới góc nhìn văn hóa và khoa học phong thủy, kiến trúc ga Đà Lạt có thực sự đặc biệt? Nó mang ý nghĩa như thế nào? Cùng theo chân Master Kỳ đến địa danh nổi tiếng này để tìm hiểu về những điều lạ nơi đây. Chào tất cả mọi người, bây giờ chúng ta lại quay về một điểm là đó chính là một biểu tượng của thành phố Đà Lạt mộng mơ, là một người con của Đà Lạt xa rất là nhiều năm rồi. Hôm nay Hồng Kỳ nó lại về đây và lại nhớ tới cái khoảng thời gian mà mình hay đạp xe trên con đường này ra Hồ Xuân Hương, và hôm nay lại ghé ngang đây để giới thiệu qua một điểm các bạn có thể check in, đó chính là ga Đà Lạt. Ga Đà Lạt, các bạn thấy đây là người ta xây theo phong cách của Pháp, do người Pháp họ đầu tư và xây dựng. Và cái toa tàu lửa đây chính là do người Thụy Sĩ làm toa đó, đem về Việt Nam, và sau đó bên Thụy Sĩ đã mua lại, đã đem về nước của họ. Hiện giờ vẫn còn hoạt động tốt sau rất là nhiều năm. Thì chúng ta sẽ thấy là nó ghi là Ga Đà Lạt từ năm 1938, có nghĩa cũng rất lâu rồi, gần cả 100 năm, thêm mười mấy năm nữa là cả 100 năm rồi. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây những biểu tượng hình mái nhọn, hình vòm mái nhọn như thế này, đó là biểu tượng đặc trưng của phần hầu hết những ngôi nhà, và đó chính là biểu tượng của khí hỏa, mà năng lượng hỏa chính là tình yêu, sự ấm áp và sự lan tỏa. Nên do đó không có lý do gì mà chúng ta lại không cảm thấy rằng khi mà tới Đà Lạt thì chúng ta tràn ngập tình yêu và tràn ngập sự hạnh phúc. Và nơi đây là nơi có rất là nhiều câu chuyện tình ở ga Đà Lạt này, và nhiều bài hát nói về nó. Các bạn nhìn thấy không? Có sân ga, rồi có chỗ đợi rồi hả? Có phòng chờ, nên khi chúng ta đi vào chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Và các bạn thấy không? Ở đây nó có một cái là nó có cái đồng hồ này cũng là rất là xưa, cũng do người Pháp họ làm, và nó có 3 máy nè, 1, 2, 3. Phải chăng đó chính là thuyết tam tại của phương Đông không? Thiên, địa và nhân. Con người bị ảnh hưởng ở năng lượng trời và đất, nên là sự dung hòa của thuyết tam tại khắp nơi. Và người Pháp họ ứng dụng, họ kết hợp với những kiến trúc sư người Việt Nam để tạo nên những biểu tượng này cho thành phố Đà Lạt. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta đi vào ga chính, nơi mà bán vé, và khách họ sẽ đứng đây, họ ngồi, họ đợi mua vé và họ xếp hàng ở đây. Chúng ta sẽ thấy được cái sự cổ xưa của một cái ga cũ, và đây là những cái hoài niệm mà còn sót lại của thành phố Đà Lạt. Và rất là nhiều du khách ở đây, họ tới đây để họ nhìn thấy những cái phong cách, cái kiểu cổ ngày xưa. Đối với một ga, xin mời mọi người vào đây xem. Ga không còn như ngày xưa nữa, bây giờ họ đây họ làm bán đồ lưu niệm, nhưng vẫn còn cái chỗ mà để bán vé, đây là chỗ bán vé. Bán vé tàu. Các bạn sẽ nhìn thấy là mái đây đều cấu trúc làm theo kiểu người Pháp á. Rất là đẹp. Thì chúng ta cùng nhau đi qua bên đây ha. Đây là cửa vào ga, là cửa vào đi lên tàu.
bạn sẽ thấy đây là những cái tàu lửa ngày xưa, nhưng mà cái đầu tàu đã không còn nữa rồi, bởi vì đã được bán qua Thụy Sĩ rồi. Đây là những cái kỷ niệm mà người dân ở Việt Nam mọi người gìn giữ lại, là kỷ niệm về một cái thời mà cái tàu lửa này họ chạy ra miền Trung, bây giờ chỉ còn kỷ niệm thôi. Bây giờ họ biến thành đây là chúng ta phải uống cà phê trong đây, chúng ta những cách được họ check in, họ review, họ tới đây họ enjoy khi tới thành phố Đà Lạt này. Đây là những kỷ niệm rất là đẹp, và từ đây ra những bài hát cực kỳ hay chứ, Đà Lạt mộng mơ rồi tôi nhớ Đà Lạt ơi vân vân. Mời mọi người cứ tham quan. Ở đây các bạn có thể thử được sô-cô-la, rất là nhiều loại sô-cô-la khác nhau. Các bạn thấy ngon thì các bạn mua về. Đây là một cái nơi mà uống cà phê rất là tuyệt vời, và nhìn cái style, nói gì nó cổ cổ, nó xưa xưa. Các bạn có thể, đặc biệt là hãy tự hào, bởi vì Việt Nam có một chocolate rất là đặc biệt. Việt Nam, chocolate, The Choco, tôi giới thiệu vậy đó. Ok, các bạn đã mua ở đây nha. Rồi bây giờ tới giờ tôi uống cà phê rồi, mới phục vụ cho mấy bạn ở đây. Chào, đây là cô gái bán hàng. Đây là bạc hà. Đây, uống một chút mật ong, ăn với một cái bánh nhẹ nhàng, chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu. Và tôi bỏ miếng ong vô. Đi cùng thời gian, tôi cảm giác như là những thanh âm này là thanh âm ngày tháng cũ, đưa vào chúng ta vào những thập niên trước đây, và những cảnh này như tái hiện được người xưa đang lẩn quẩn đâu đây, và làm cho tâm hồn chúng ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn trong không khí Đà Lạt, trong không khí của cảnh nhà ga cũ này. Và lâu lâu tôi nghe tiếng ga xe lửa làm như quay trở lại trong tiềm thức, tiếng còi vang 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 xưa vào đây. Hôm nay uống min nữa, uống bạc hà. Wow, so nice. Đây là quán cà phê ở ga xe lửa cũ của Đà Lạt, một trong những biểu tượng của thành phố Đà Lạt. Qua chuyến tham quan ga Đà Lạt, Master Kỳ đã giúp chúng ta hiểu thêm nhiều điều đặc biệt tại nơi này dưới góc nhìn văn hóa và khoa học phong thủy. Trải qua từng giai đoạn thời gian khác nhau, nhà ga đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi không nên bỏ qua mỗi khi đến xứ sở ngàn hoa. Các bạn hãy enjoy không khí Đà Lạt nha. Đây cũng là quê hương của tôi. Đây là nhà của tôi trước đây ở đây.